Nhân danh Cha và Con và Thanh Thần AMEN Kính thưa Cộng đoàn, trong Chủ nhật 17 thường niên hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy nghe lời của Chúa Sư về cách cầu nguyện Cầu nguyện để xin Chúa Cha ban tràn đầy hồng ân cho tất cả mọi người chúng ta Kính mời cộng đoàn cùng nghe tin mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày kia Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi người cầu nguyện xong, có môn đệ thưa người rằng: Lạy thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông. Người nói với các ông: Khi các con cầu nguyện, hãy nói lời cha nguyện xin danh cha cả sáng nước cha trị đến xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ và người còn bảo các ông rằng nếu ai trong các con có một người bạn giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng anh ơi xin cho tôi vay ba chiếc bánh vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi mà tôi không có gì thiết đãi anh ấy và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp xin đừng quấy rầy tôi vì cửa đã đóng các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi tôi không thể chối dậy lấy bánh cho anh được thầy bảo các con dù người ấy không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn người ấy cũng sẽ dậy ít nhất là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần và thầy bảo các con các con hãy xin thì sẽ được hãy tìm thì sẽ gặp hãy gõ thì sẽ mở cho vì hễ ai xin thì được ai tìm thì gặp ai gõ thì sẽ mở cho người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao hay nó xin quả trứng lại cho nó con bỏ cạp ư vậy nếu các con là những kẻ gian ác còn biết cho con cái mình những của tốt phương chi cha các con trên trời sẽ ban thánh thần cho những kẻ xin người kính thưa quý ông bà anh chị em Cầu nguyện là một hành động quen thuộc và xuyên suốt của Chúa Su. Hành động và cầu nguyện luôn là hai nhịp đan xen trong đời sống của Ngài. Ngài cầu nguyện mọi lúc, mọi nơi và ở nhiều chỗ khác nhau. Vì thế, hôm nay, sau khi Ngài cầu nguyện ở một nơi kia thì có một môn đệ đến để xin Ngài lạy thầy xin dạy chúng con cầu nguyện. Và Chúa Giêsu đã dạy họ kinh lạy cha. Một lời kinh quen thuộc mà mỗi người chúng ta đều nhớ. Và rồi lời kinh đó trở thành lời cầu nguyện mẫu cho các lời cầu nguyện trong đời sống của chúng ta. Cầu nguyện không hẳn chỉ là cầu xin, nhưng còn là lời tạ ơn chúc tụng dâng lên Thiên Chúa cầu nguyện không chỉ quy hướng về mình nhưng quy chiếu tất cả về cho thiên chúa cầu nguyện không phải là xin những điều cho thân xác mà thôi nhưng còn xin những điều cần thiết cho tâm hồn cầu nguyện không chỉ xin những điều lặt vặt trong đời sống nhưng phải xin những điều cốt yếu cho cuộc đời của mỗi người cầu nguyện không dài dòng nhưng ngắn gọn xúc tích bằng tất cả niềm tin tưởng phó thác và kiên trì bởi thiên chúa thấu suốt tâm hồn tất cả mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện luôn mãi vì chúa là cha yêu thương sẽ ban cho chúng ta tất cả những điều chúng ta xin miễn là những điều đó đúng phải và hữu ích cho cuộc sống của mỗi người chúng ta cảm tạ chúa đã cho chúng con được gọi chúa là cha cảm tạ chúa đã yêu thương chúng con hơn mọi người cha của nhân loại xin cho chúng con được ở mãi trong tình thương của chúa để chúng con được no thỏa được bình an và được hạnh phúc mãi suốt cuộc đời chúng con amen